Chào các bạn, thì đây hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cây hoa điệp vàng đó các bạn. Đây, trong gia đây là cây hoa điệp vàng trồng trước nhà mình đây. Thì cây này trước giờ ở các vùng nông thôn thì hầu như nhà nào cũng có trồng trước nhà đấy. Để mỗi lần tới ngày rằm hay mùng 1 người ta thường hái cái bông, nhánh bông nó nở vào cắm cắm bình đấy. Thì cây hoa điệp này có nhiều loại chứ không phải chỉ riêng cái màu vàng đúng không ạ? Ở đây nó còn có màu đỏ, đỏ tươi luôn đấy. À, có màu đỏ nhạt hơn, màu vàng và thậm chí nó có màu hơi hồng hồng phớt phớt đấy các bạn. Chúng mình có rất nhiều loại. Thì thường mình thấy trồng ở nhà là mình thấy trồng cây hoa điệp màu vàng này là cây màu hơi đỏ đỏ đấy. Thì cái cây điệp vàng này còn có một cái cây khác mà nhiều người cũng hay gọi là cây điệp vàng, đó là cây muồng đấy các bạn, muồng trâu đấy. Cây đó nó cũng ra hoa màu vàng và nó to hơn, lá rồi nó to hơn cây điệp nhà này. Đây người ta gọi là điệp, cái điệp ta đấy, điệp nằm trong nước nhà đây gọi là điệp vàng ta đấy các bạn. Thì cây này là một cây thân gỗ có thể cao đến 5 mét đấy các bạn. Ở trong không gian trước kia chúng ta thường dùng để trị một số bệnh như là dịch tả hay là rối loạn kinh nguyệt. Sốt rét, đặc biệt cây này nhiều nhiều nước nước trên thế giới người trồng dùng để điều trị sốt rét, cái giải nhiệt rồi đấy, trị viêm dạ dày, viêm đường ruột. Đặc biệt ở Ấn Độ thì ngoài ra người ta còn dùng cây này để trị viêm gan hay là viêm phế quản rồi đấy các bạn. Cái hạt của cái điệp vàng này thì mình cũng có thể ăn được đấy, lúc nó còn non non đấy mà, các bạn lọc vỏ ra. Đọc cái vỏ trong của cái hạt luôn, sau đó bạn ăn được. Thì bộ phận dùng thuốc của cây điệp vàng này thường phải dùng quả, hoa, lá, vỏ, rễ cây nữa. Thì cái này chủ yếu là trị bệnh và sốt, làm dùng làm thuốc sổ đó các bạn. Đặc biệt cây điệp vàng này có thể gây sảy thai, nên hồi xưa trong dân gian bao nhiêu người ta muốn phá bỏ thai đấy, thì người ta cũng lấy cái nước nước sắc từ cái cây vỏ cây điệp vàng này đủ là sẽ gây sảy thai. Nên đối với những mẹ mà đang mang thai ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối thì hạn chế dùng cây điệp vàng này đi, và tuyệt đối tốt nhất là không nên dùng trong thời gian mang thai. Ngoài ra các bạn thường thấy là ở nông thôn, các vùng nông thôn đó, thường hái cái hoa với là lá cái điệp vàng này để bỏ vào nồi sâm, nó sâm nó giải nhiệt với là cảm một số bệnh về nói chung là nóng trong người hay là ngồi da rồi đấy. Thì có cái sâm lên thì cũng rất tốt cho sức khỏe chúng ta. Để điều trị bệnh sốt rét thì người ta thường lấy hoa của cây này nấu nước uống. Còn ăn cái trái đối với các bạn mà bị tiêu chảy hay là tiêu chảy rồi đấy thì có thể ăn cái hạt của trái này. Và trong cái rễ của cây điệp vàng nó có chất độc nhẹ nên hạn chế sử dụng rễ để uống nha các bạn. Rễ vỏ của cây điệp vàng thì đều có chất độc. Thì các bạn muốn dùng số lượng lớn và lâu dài thì tốt nhất các bạn nên hỏi ý kiến của các thầy thuốc, đến các thầy thuốc phòng mạch để bóc thuốc, chứ không nên tự ý dùng một số lượng lớn tại nhà nha các bạn. Mình nhắc lại một lần nữa là cây này có thể gây sảy thai, nên đối với mẹ mà đang mang thai thì tuyệt đối không nên dùng cây này đi.